Đánh nhanh. Tình huống đập hụt của Hoàng Quý nhưng có điểm cho Lương Sơn. 15-11. Cho thủ Lương Sơn rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi các thủ biên Viết Tân Lạc, họ sẽ triển khai tình huống tấn công này như thế nào. Số 3 bên Lương Sơn phát bóng, Trung Đức, cầu thủ cao 1m87. Số 3 bên phía Tân Lạc cũng rất cao nhưng đưa bóng sang thì đi ra ngoài tới thủ Lương Sơn. 12-15 cho các thủ Tân Lạc. Số 3 bên Tân Lạc rất cao, mình cảm giác là cũng cao ngang ngửa. Số 3 có thể cao hơn số 3 bên phía Lương Sơn, cũng đang có mặt trên biên 4. Bước 1 hơi khó rồi, Xuân Điệu đẩy bóng biên 4, kéo bóng không qua chắn nhưng vẫn còn. Ba bàn sau bò nhỏ, cơ hội tấn công như Tân Lạc có điểm không? Rất cao, số 3 chạm chắn vẫn thủ lên. Tình huống thủ tốt tới lử libero bên phía Lương Sơn, đập bóng, một tình huống định ăn vạ của số 9 bên Lương Sơn nhưng không chạm chắn. 13-15 cho cầu thủ bên phía Tân Lạc. Và cầu thủ Lương Sơn xin một quyền hội ý lần đầu tiên ở trong set thi đấu này. Và Bình Lưu Yên sẽ quay những hình ảnh những quý vị khán giả ở tại sân cho anh chị em mình theo dõi nha. Rất đông rồi. Quý vị được khán giả được theo dõi những hình ảnh được Facebook Đặng Thế Tùng truyền tải tại sân vận động huyện Lạc Sơn. Giải bóng chuyền vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2023. Cực kỳ đông, cực kỳ tuyệt vời. Và phía sau chỗ khu vực camera thì còn rất đông quý vị khán giả nữa. Mình cũng không thể lật camera lại đằng sau được cho mọi người xem. Mình sẽ tập trung để quay trực tiếp những hình ảnh của trận thi đấu này. Cực kỳ đông quý vị ạ. Và nếu như trong những ngày này, trong vòng 3 ngày này, quý vị khán giả có những thời gian rảnh, quý vị hãy về với sân vận động huyện Lạc Sơn để theo dõi trực tiếp những trận thi đấu của giải bóng chuyền vô địch tỉnh Hòa Bình. Và nếu như quý vị khán giả bận và không thể có cơ hội theo dõi trực tiếp thì quý vị có thể theo dõi gián tiếp qua kênh phát live stream của anh Đặng Thế Tùng ạ. Ôi chạm cần rồi. Tình huống bỏ bóng sang chạm cột dài hạn của cầu thủ Lương Sơn. 14-15. Cầu thủ Tân Lạc sắp đuổi kịp rồi. Anh Đức phát bóng, số 8 với phía Tân Lạc phát bóng, bóng khá hiền. Nhưng tấn công tiếp tục làm tình huống đập bóng hụt của Quý Hoàng. Hai tình huống đánh nhanh thì đều lỡ đà một chút xíu nhưng vẫn có điểm Lương Sơn. Đổi cho Lương Sơn, 16-14. Xin chào Quách Thị Thao nhá. Mưa sân ở mướt nhìn chán thật anh nhỉ. Thì thời tiết cũng không biết trước được điều gì bạn ạ. Nhưng khi mà các vận động viên thi đấu thì sẽ quyết tâm, không thể trách sân ướt mà mình đánh nhạt được. Mình sẽ phải hết mình để cống hiến màu cờ sắc áo của huyện nhà. Sân trơn sẽ che phải chơi theo kiểu trơn thôi. Đó là chiến thuật. Và chơi đới giải tỉnh Hòa Bình chắc chắn các đội bóng, các bàn huấn luyện của các đội sẽ đều có chuyên môn. Phát bóng cho thủ Lương Sơn, 17-14. Biên ba đập bóng rất mạnh của số 3 bên phía Tân Lạc. Tình huống đập bóng nhận được rất nhiều sự cổ vũ của quý vị khán giả. Số 3 Tân Lạc Văn Mạnh đập bóng rất mạnh. Tình huống đập bóng nhận được rất nhiều cổ vũ. Tình huống mà libero bên phía Lương Sơn không thể phòng thủ được. Câu trả lời chắn về. Điểm cho Tân Lạc 16-17. 16-17 cho thủ Tân Lạc. Khá giằng co. Xin cảm ơn Facebook của Bùi ạ. Bình viên nói hay quá, cảm ơn anh chị em. Rất mong anh chị em sẽ thông cảm và hoan hỉ. Hàng chắn bên Tân Lạc đang rất cao, số 5 và số 3. Anh em có thể nhìn thấy đứng rất cao trên lưới. Không biết là pha bóng này thì bên phía Lương Sơn có thể ghi điểm hay không. Bước 1 phải thật tốt. Và nếu như Tân Lạc mà gỡ hòa, gỡ đều, điểm 17 đều thì thực sự Tân Lạc sẽ tinh thần lên cao. 16-17 Tân Lạc, số 4 phát bóng, Quốc Dân. Bước 1 đẹp nào. Sau trận này thì sẽ đến với trận Lạc Sơn nha mọi người nha. Rất mong anh chị em Lạc Sơn chờ đợi và theo dõi. Văn Hậu phát bóng, bước 1 thật đẹp nào, bước 1 nào, đây rồi. Biên 2 có điểm cho Lương Sơn. 18-16. Tình huống ghi điểm của số 5 Tuấn Thành, một thầy giáo tại phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình. Số 5 bên với Lương Sơn. Hàng trên Lương Sơn, Khánh Server, Thu Châu và Tuấn Thành. Tiếp tục số 3 Tân Lạc rất cao, bỏ nhỏ thông minh, vẫn thủ lên được hay không? Không được. Điểm cho Tân Lạc, 17-18.
Xin chào Phương Ly nhé. Hiện tại sân nữ cũng đang khởi động, hình như là cũng đang chuẩn bị thi đấu rồi. Nhưng mà theo quan sát của mình thì cũng chưa thấy những anh em nào bên truyền thông live stream bên sân nữ. Rất mong anh chị em thông cảm. Như chia sẻ của bác Đặng Thế Tùng thì do điều kiện thiết bị nên là chỉ quay được bên phía sân nam thôi. Rất mong anh chị em sẽ hoan hỉ và thông cảm nha. Và nếu như anh em quan tâm những kết quả thì anh em có thể hỏi và mình sẽ cố gắng cập nhật cho anh em. Phản công cầu thủ bên phía Tân Lạc. Không chắn, gõ bóng qua, bước một đẹp tới từ libero. Biên hai Tuấn Thành, bóng hơi thấp vẫn có bóng sang được. Trên lưới hơi khó rồi. Thu Châu có cơ hội tấn công cho Tân Lạc rất mạnh. Đó là tình huống ghi điểm của biên 4, số 6 Vân Nam. Tân Lạc những câu trả lời thì đều có sức nặng, đều xuống chân rất mạnh, điểm 18 đều rồi. Phát bóng của Tân Lạc số 3 Văn Mạnh. Phát bóng rất khó. Đánh nhanh rất hay nhưng mà thủ bên phía Tân Lạc thì cũng rất là khéo, tiếp tục cơ hội tấn công. Biên hai một chắn có điểm cho Lương Sơn. 19-18 cho Lương Sơn. Cố lên Lương Sơn. Rất nhiều anh chị em cũng đang có những lời cổ vũ với Lương Sơn. Không biết là những anh chị em của Tân Lạc đâu. Tân Lạc đang chơi rất hay rồi, rất giằng co với đội tuyển huyện Lương Sơn. Xin cảm ơn những sự yêu quý và những cái lời cổ vũ của anh chị em cô bác, anh chị em theo dõi trên sóng live của anh Đặng Thế Tùng. Điểm số 19-18 cho Lương Sơn. Xin được gửi lời chào tới 1.200 anh chị em đang theo dõi trận thi đấu đầu tiên buổi chiều ngày hôm nay. Biên 4 bên phía Tân Lạc bỏ nhỏ. Cơ hội tấn công có điểm, Lương Sơn gõ bóng vẫn thủ lên được. Tân Lạc biên 4 tiếp tục đây rồi, hơi khó bỏ không qua lưới rồi. Điểm cho Lương Sơn 20-18. Quý vị khán giả đang được theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi truyền tải trực tiếp tại sân vận động huyện Lạc Sơn. Bóng rất mong quý vị khán giả sẽ chia sẻ. Link này sẽ là link duy nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Tất cả trận thi đấu bỏ nhỏ thông minh, tình huống tấn công 3-2 phía sau. 19-20 Tân Lạc, một điểm thôi. 5 điểm nữa sẽ hết set 1. Set thi đấu đầu tiên nha mọi người nhé. Trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Phát bóng cho cầu thủ bên phía Tân Lạc. Bóng hiền, bước một đẹp. Biên 2 đánh nhanh sau đầu, không được rồi. Tấn công có 20 đều không, đây rồi. Biên 4 bỏ nhỏ, hơi khó. Nhưng vẫn là cơ hội cho Lương Sơn. Trung Đức rất rén tay. Biên 2 hơi ngửa, không chắn luôn. Vẫn là biên 2 đẩy, vẫn có thể đưa bóng vào trong sân. Tình huống khá giằng co, vẫn chưa có một đường bóng qua quyết liệt. Nhưng chắn về, 20 đều cho Tân Lạc. Một tình huống mà không bên nào dám xuống tay. Nhưng có điểm cho Tân Lạc với một tình huống chắn rất cao. Vị trí biên 2 bên phía Lương Sơn, 20 đều. Và cao thủ Lương Sơn xin một quyền hội ý lần thứ 2 trong set thi đấu đầu tiên. Xin chào Bùi Văn Quang nha. Anh em Tân Lạc chơi với mình cố gắng. Cũng rất mong anh em Tân Lạc sẽ chia sẻ những hình ảnh này ở Facebook Đặng Thế Tùng để chia sẻ những bà con Tân Lạc có thể vào theo dõi, cổ vũ và đồng hành. Và nếu như anh em đang theo dõi trên sóng live thì anh em thấy là đường truyền đã ok chưa? Bình luận viên mình nói đủ to chưa? Mình cũng đang rất cuốn theo những cái nhịp chơi của trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Hình ảnh ok chưa? Đường truyền mượt mà chưa anh chị em mình ơi? Và bình luận viên nói đủ to để quý vị khán giả lắng nghe được những không khí tại ở sân vận động huyện Lạc Sơn hay chưa? Sân hơi nghiêng à? Anh Tùng ơi, mình có thể điều chỉnh lại cái góc này, nó hơi nghiêng bây giờ. Nghiêng à? Một chân, một kéo một chân. Chân bên này em thấy chân bên này. Vâng. Thấy nó hơi nghiêng chút xíu. Xa quá không? Từ nhá, từ anh đang kéo thôi. Sau trận thi đấu này là trận giữa Lạc Sơn với Yên Thủy nha, rất hay quý vị ạ. Trận thi đấu giữa Lạc Sơn với Yên Thủy sẽ rất cực kỳ hay. Nhưng chúng ta sẽ chờ đợi xem Lương Sơn và Tân Lạc chơi như thế nào. Trận thi đấu ra quân của hai đội 21-20 cho Lương Sơn. Thu Châu phát bóng 21-20. Đánh nhanh có điểm cho Tân Lạc. Một tình huống tấn công đầy bất ngờ của cầu thủ áo xanh. 21 đều. Xin chào Kiều Vi nhá. Nữ Lương Sơn sẽ chơi khoảng 4 giờ chiều ngày hôm nay. Nữ Lương Sơn chơi. Và đây là trận thi đấu đầu tiên của Nam Lương Sơn nha mọi người nhá. Số 5 bên phía Tân Lạc phát bóng. Bóng rất hiền, bóng rất hiền. Bước một đẹp. Đánh nhanh tấn công chồng. Một tình huống đánh chồng tốt của Lương Sơn, hơi bất ngờ.
Mình tưởng đó là tình huống đánh nhanh luôn, nhưng đó là đường chuyền đánh chồng